kia, ở một vùng núi non, khi quỷ dữ vẫn còn tác oai tác quái trên nhân gian, có một người thợ săn già sống cùng cô con gái. Cha, cha mau vào giường nghỉ đi cha. Cha không biết còn sống được bao lâu. Điều làm cha chưa yên tâm nhất chính là con chưa yên bề gia thất. Cha, nhân duyên là do trời định, xin cha chớ lo. Cha tính thế này, để cha đánh tiếng cho những người bạn thợ săn bốn phương. Dạ, ý cha là... Cha tin là một người vượt chậm xa đến ắt có lòng. Ai đến trước biết được tên họ của con thì coi như các con có duyên. Sao họ có thể biết tên của con chứ cha? Họ chẳng phải nghe cha mình nhắc đến con. Điều này cũng để chắc đó là người quen giữa nơi nhiễu nhương này. Lấy người như vậy, con có thuận lòng không? Không lâu sau đó, một chàng trai trẻ tuổi, tuấn tú, con trai bằng hữu thân thiết nhất của người cha thợ săn già đã tìm đến tận vùng núi rừng nọ. Dạ, xin bác cho cháu hỏi, nhà bác thợ săn già họ Đỉnh đi hướng nào ạ? Không xa, nên cậu chắc là... Dạ, không giấu gì bác. Khi bé cháu đi cùng cha, đã có dịp gặp con gái bác Đỉnh. Nay cháu rất muốn là người đầu tiên đến xin cầu thân với cô ấy ạ. Tốt quá, ông Đỉnh chắc là rất hài lòng á. Nhưng cậu biết tên con gái của ông ấy chưa? Dạ, tên thì cháu chưa rõ, lúc nhỏ chỉ gọi là Tiểu Đỉnh. Ông ấy có đặt ngầm điều kiện là ai đến trước biết tên họ con mình thì mới gả. Tên cô gái là Đỉnh Châm, cậu nhớ nghe chưa? Cháu cảm ơn bác ạ. Đỉnh Châm, cháu nhớ rồi ạ. Thấy cậu hiền lành nên tôi mới mách đó. Mau đi đi. Đỉnh Châm mà, xem ra lần này cướp ả về khỏi tốn sức rồi. Mình đã mấy lần dùng pháp thuật mà không hiểu sao lại vô hiệu trước căn nhà của lão thợ săn đó. Vậy là con quỷ đội lớp nghe lỏm được câu chuyện giữa chàng trai trẻ và người phụ nữ bên suối. Nó lập tức tìm đến nhà người thợ săn trước chàng trai một bước. Nè anh bạn, đến sao thì lùi lại đi chứ. Anh là ai? Sao đi đường dài tôi chưa từng gặp qua anh. Các vị, ai là người tới trước? Tôi là người tới trước. Thế thì mời anh nói trước, tên của con gái tôi là gì? Chỉ được nói ba lượt. Là Kim Châm phải không? Không đúng. Vậy là Ngân Châm? Cũng không đúng. Anh có thể nói lại một lần nữa. Tiểu thư đây tên là Đỉnh Châm. Ta sẽ sớm đến trước nàng về. Vậy là người thợ săn chấp thuận gả con gái cho kẻ đến trước nói đúng tên con gái mình, mà không hay biết hắn chính là quỷ dữ đội lớp. Đỉnh Châm à, cha có lẽ không qua được đêm nay. Cha giao lại cho con những vật báo từ đời tổ tiên truyền lại. Nó sẽ thay cha giúp con những lúc lâm nguy. Cha! Cha ơi! Sau khi mai táng cho cha xong, cô gái trẻ rời quê hương theo chồng, vẫn không hay biết hắn là một tên quỷ gian xảo. Chồng của cô chính là quỷ dữ. Sao? Sao ngựa lại có thể nói được? Chồng ta, ý ngựa nói. Đúng vậy, cô hãy nhớ kỹ lời tôi. Đến động của quỷ, cô hãy tỏ ra bình thường. Dù quỷ quái rất sợ lửa, nhưng cô hãy lựa lời dụ hắn đốt lửa ở góc hang. Tôi có thể nương theo khói lửa bay lên cứu cô. Giờ ngươi đường đường chính chính làm phu nhân động quỷ rồi đó. Hoặc ngươi làm vợ ta, hoặc là... Số trời đã định vậy, ta đương nhiên phải làm vợ của phu quân rồi. Khá lắm, nàng đúng là mỹ nữ của ta. Nào, mặc sửa soạn bữa tối đi. Có ngày đây thưa đại vương. Phu quân à, thịt có thể nướng chín được không? Không, ta không bao giờ dùng đến lửa. Phu quân, lẽ nào chàng không thể chịu thiếp? Thật sự thiếp không quen dùng thịt còn sống. Nàng đốt trong góc kia, chớ để ta thấy, đốt lửa liều diêu thôi nha. Thì ra là vì con ngựa này mà ta không thể dùng bùa phép ở nhà ngươi. Đứng lại cho ta. Đỉnh Châm, có phải là nàng không? Thế này là sao? Con ngựa của nàng... Kẻ đến cùng chàng hôm đó thật
chất là một con quỷ hung dữ. Nó lừa tôi về động. May mà tôi được ngựa báo là chú ngựa gỗ Tí Hon, cha để lại cho tôi để giải cứu mình đó. Nàng đừng sợ hãi nữa, mọi chuyện giờ đã qua rồi. Hai người các vị mới là một đôi vợ chồng thật sự. Các vị hãy kết hôn và sống ở thung lũng này. Có tôi ở đây, quỷ dữ sẽ không làm hại được hai người đâu. Ba năm sau. Thời gian trôi đi, con gái người thợ săn già sống hạnh phúc bên người chồng hiền lành và các con kháu khỉnh. Vào đợt cuối năm, lương thực khan hiếm, chồng cô lần đầu tiên cùng ngựa báo đi săn xa nhà. Chỉ đợi có thế, con quỷ dữ đã nhanh chóng đánh hơi ra. Nhớ thù năm xưa, nó toan tìm đến hãm hại cô vợ Hục. Đỉnh châm, đã đến lúc người phải nộp mạng rồi. Cô gái bỗng nhớ ngoài ngựa báo, cô còn chiếc lược gỗ bảo bối cha để lại. Cô liền lấy lược ra cầu cứu. Có một sự liên kết vô hình giữa lược gỗ và ngựa báo. Từ muôn dặm xa xôi, ngựa báo nghe tiếng gọi đã trở về, khiến con quỷ sợ hãi tái xanh mặt. Quỷ dữ không chống cự được thêm nữa, nó gom chút sức tàn tháo chạy với vết thương từ lửa thần khiến mình mẩy nó không bao giờ hồi phục. Kể từ đó, nó chẳng thể gây nhiễu nhương cho nhân gian được nữa. Từ đó, cuộc sống bình yên thật sự đến với vùng núi non trùng điệp, quê hương của người thợ săn già ngày nào. Người dân đến khai hoang, mở đất đông đúc, không còn e sợ quỷ dữ nhiễu nhương nữa. Hai hộp cơm trưa. Toàn món bình thường thôi mà, ngày nào Tất cũng phải ăn đến ngán luôn rồi. Trời ơi, cơm gì mà toàn mỗi rau không à. Nhà nó thì làm gì có tiền mà mua đồ ăn ngon chứ. Lan về đấy à, để mẹ làm nốt cho xong rồi ăn cơm nha con. Dạ vâng ạ. Hả, Mộc Lan, sao cơm còn nguyên vậy? Tại sao con không ăn? Con có biết như vậy là lãng phí lắm không? Con... Bao nhiêu người không có ăn mà con không biết quý trọng gì hết. Alo, tôi là cô giáo của Mộc Lan. Chị có phải là mẹ của em ấy không ạ? Dạ đúng rồi cô. Có chuyện gì vậy ạ? Chị vào trường đón em về nhé. Hôm nay Mộc Lan bị xỉu trong lớp học rồi. Hả? Trời ơi, sao lại vậy chứ? Vâng, tôi sẽ vào ngay. Hồi sáng nó đi học vẫn rất bình thường mà, sao lại như vậy được chứ? Em vừa tìm hiểu lý do, chuyện là... Trưa nay, em thấy bạn ấy không ăn cơm ạ. Chắc tại hôm trước bị các bạn cười chê, nên hôm nay bạn ấy ngại không dám ăn á. Chỉ tại tôi, là mẹ mà không lo cho con được bữa ăn tử tế. Nhà có hai mẹ con mà tôi cũng hay đau ốm, chỉ có thể bán dăm ba bó rau để nuôi hai mẹ con qua ngày thôi. Chị đừng tự trách mình, em thấy thật có phúc khi có người mẹ như chị. Mẹ, sao mẹ lại vào đây? Mẹ không đi chợ hả? Hôm nay mẹ bán xong sớm, mình về thôi con, nghỉ ngơi cho lại sức, mai còn đi học nữa. Con không sao đâu, mẹ đừng lo. Con hơi mệt chút thôi mà, đã phiền tới nhiều người rồi. Biết phiền thì cố giữ sức khỏe cho mình đi. Con xin lỗi vì hôm qua con đã làm mẹ buồn. Mẹ không buồn con ạ. Tại mẹ mới có lỗi. Mẹ sẽ cố bán được nhiều hơn để mua thêm đồ ngon cho con. Con phải ăn mới có sức khỏe chứ. Dạ không cần đâu mẹ ạ. Con thấy ngon lắm. Cơm của mẹ ngon lắm ạ. Các em chắc đã biết chuyện gì của bạn Mộc Lan rồi đúng không? Cô không biết lý do tại sao bạn ấy lại nhịn cơm rồi bị như vậy. Cô luôn mong lớp mình đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau. Nhà bạn rất khó khăn, nhưng bạn vẫn luôn nỗ lực học tốt và phụ giúp mẹ kiếm tiền. Đó là tấm gương cho chúng ta noi theo. Có lẽ là tại mình vô tâm quá. Mình phải nghĩ cách chuộc lỗi mới được. Hôm nay
mẹ mua nhiều đồ ăn ngon cho mình vậy sao? Ô hôi, mình có nhìn nhầm không đấy? Mẹ cậu hôm nay đổi món cho cậu rồi hả? À, ừ. Ủa, sao lạ vậy? Hôm nay cơm của cậu đạm bạc thế. Chắc là cậu chán sơn hào hải vị rồi hả? Mình thấy ngon mà. Một bữa cơm không thể đánh giá người khác đâu các cậu ạ. Mình nói chuyện với cậu chút được không? Được mà, mình qua ghế đá ngồi rồi nói nha. Cậu về trước đi nha. Cậu, có phải cậu đã đổi hộp cơm của mình không? Ừ, sao Mộc Lan lại nghĩ vậy chứ? Mình chắc chắn là cậu đã đổi rồi. Mẹ mình chưa bao giờ ăn những món đó, thì làm sao nấu cho mình được chứ? Còn cậu, cậu có bao giờ mang hộp cơm nào nghèo nàn như vậy đâu. Cậu tinh ý thật đấy. Nhưng cậu sai rồi. Mình thấy cơm của mẹ bạn nấu rất ngon. Chưa bao giờ mình ăn ngon đến như vậy. Cậu nói thật ư? Mình nói thật mà. Rau nhà cậu tự trồng, lại được mẹ tận tay nấu, nên có cả tình cảm ở trong đó. Đó mới là vị ngon tuyệt vời nhất. Hộp cơm của mình toàn là cô giúp việc chuẩn bị không à. Nhiều món ngon thật, nhưng mà không bao giờ cảm nhận được mùi vị đó. Giá mà mẹ mình còn sống thì... Cho mình xin lỗi, mình nhắc chuyện không vui rồi. Không, mình mới có lỗi. Lúc trước mình đã chê cười cậu. Thôi, chúng mình làm bạn nha. Từ mai, Mộc Lan hãy cho thật nhiều rau. Còn mình sẽ mang thêm đồ ăn. Hai đứa mình cùng ăn chung nha. Ừ, mình cùng ăn chung nha. Tiếng chim hót trên bản xa. Ngày xưa, tại vùng nọ, có một tên chúa đất tàn ác. Xưa nay chưa bao giờ ở đâu có người tàn ác đến thế. Để dựng một ngôi nhà lớn, to đẹp nhất làng, tên chúa đất đã bắt người làng phải lao động cực lực ngày đêm. Người vác đá phía sau kia, nhanh cái chân lên. Ừ, dậy, dậy ngay, tiếp tục làm việc cho ta. Xin ông mà, xin ông tha cho, chồng con kiệt sức rồi ông ơi. Mặt anh ta cắt không còn giọt máu. Ông ơi, chúng tôi đã làm việc liên tiếp mấy ngày nay rồi. Xin ông hãy cho chúng tôi một chút gì để ăn. Cứ thế này, chúng còn chết mất. Cái gì? Các người dám đòi hỏi ta hả? Dám đòi ăn à? Này thì đòi ăn này. Trời ơi, hắn ta mỗi ngày lại càng tàn ác. Ngày xưa cha mẹ mình cũng vì hắn mà chết. Mình phải cho hắn một bài học. Mình phải trả thù. Dừng lại đi cháu. Một mình cháu không thể làm gì được hắn ta đâu. Hãy chờ thời cơ đến. Việc cần làm nhất bây giờ là chúng ta phải giúp bà con cầm cự qua cơn đói. Mau, về nhà đi đã cháu. Trong vùng có nhà Ba Tu. Bố mẹ Ba Tu mất sớm nên hai cô cháu sống cùng với nhau. Mặc dù bữa đói, bữa no, nhưng hai cô cháu vẫn luôn biết chia sẻ với mọi người. Còn một bịch thóc gác trên sàn nhà bấy lâu, cô cháu mình vẫn để dành. Bây giờ có lẽ cô cháu mình phải đem chia cho mỗi nhà một ít gạo thôi. Cháu ở nhà thổi cơm đi, cô sẽ đem cơm ra cho mọi người ngoài bãi đá nha. Các em làm gì ngoài đấy thế? Anh Ba Tu ơi, cho chúng em ăn cơm với. Chúng em đói lắm. Các cháu vào cả trong này đi. Ba Tu ơi, lát cơm chín cháu chia cho các em cùng ăn nha. Cô cháu Ba Tu cứ trông lũ trẻ nhếch nhác mà ái ngại. Nồi cơm bắt ra, Ba Tu lấy cái muôi múc cho mỗi đứa một muôi. Nhà mình hết nhẵn cả gạo rồi cô ạ. À, đừng lo lắng quá cháu ạ. À, cứu người là quan trọng cháu. Ngày mai cô cháu ta sẽ vào rừng tìm cái ăn. Chắc chắn chúng ta sẽ có thể cầm cự đến khi đến mùa lúa chín. Hai cô cháu Ba Tu lặn lội đi vào rừng sâu. À, cháu ạ, à, cháu có bị sao không vậy? Không sao cô ạ. À, hay là cô về nhà để cháu đi tìm thức ăn cho. Chỗ rừng sâu heo hút nguy hiểm lắm. Đây là dây củ mài đấy cháu. Củ này ăn được. Chẳng những vậy nó còn rất ngon nữa đấy. Dây này héo rồi cô, chẳng biết có còn cũ không. Cháu không biết đó thôi. Dây mài này còn gốc trong đất mà đã héo. Thế là ở dưới đất có củ to. Được một củ mài to, có khi ăn mấy ngày cũng chưa hết nữa đâu. Thật vậy sao cô? Thế thì cô cháu mình gặp may rồi. Nhưng cô cứ ngồi nghỉ đi, để cháu đào cho. Trời vừa mưa xong, đất còn trơn trượt lắm. Hai cô cháu ta cùng đào cho nhanh rồi còn về. Cô ơi, cô ơi, có ai ở đây không? Có người gặp nạn, có ai ở đây không? Cô ơi, trả lời cháu đi cô ơi.
con đừng chết mà. Cô ơi, có ai không? Mà cứu cô tôi với. Tất cả là tại tên chú đất mà ra. Nếu hắn ta không đẩy dân làng vào nỗi khổ thì cô đâu có thể đến nông nỗi này. Ông trời ơi, tại sao ông không giúp con để con trừng trị tên chú đất ấy đi? Cô ơi, khổ thân cô quá. Giờ cháu thành côi cút, chẳng còn ai là người thân của cháu nữa rồi. Chàng trai, có chuyện gì mà tiếng khóc của cậu lại bi thương đến vậy? Ông là ai? Ta là thằng núi, cai quản vùng đất này. Cậu chưa trả lời ta, cậu gặp phải chuyện gì mà ngồi đây than khóc vậy? Chuyện là... Thế là Ba Tu kể lại cho thần núi nghe tất cả câu chuyện của mình. Nghe xong câu chuyện, vị thần núi nhìn Ba Tu đầy thương cảm. Thưa thần núi, ông hãy chỉ cho cháu với, cháu phải làm thế nào để trừng phạt cái độc ác ấy đây? Cách thì có thôi, nhưng cháu sẽ phải đánh đổi bằng một cái giá rất đắt đấy. Bằng giá nào cháu cũng xin chịu, chỉ cần kẻ ác phải trả giá và con được trở lại cuộc sống bình yên. Dù có phải chết, cháu cũng chẳng từ chối đâu. Cháu sẽ phải biến thành một loài chim, không được làm người nữa. Cháu có chấp nhận không? Cháu chấp nhận, thưa ông. Ba Tu vùng dậy, thì nghe bên sườn, cánh vỗ đợp đợp như gió thổi. Ba Tu dần biến thành con chim, đang bay vụt lên cành cây. Hổ ngước đầu lên nhìn con chim đang đậu chót vót trên cây cao. Chẳng bao lâu nữa nhà của ta xây xong thì sẽ to đẹp khắp cả cái vùng này. Sau đó, ta sẽ bắt lũ dân làng xây một cây cầu bằng đá từ nhà ta ra tới tận bìa làng. Ôi trời ơi! Người đâu? Cứu ta! Người đâu? Người đâu? Cứu ta! Người đâu? Kệ hắn ta, cũng phải thế mới đáng đời con người tàn ác. Hắn đáng bị như vậy, cứ làm như ta cũng thấy gì. Phải đấy, hàng bao nhiêu người trong buôn làng này đã chết dưới bàn tay của hắn. Hắn đâu có xót xa đâu. Lão chúa đất bị mù mắt, từ đó trở đi, lão không bao giờ còn dám ngang ngược nữa. Và cũng kể từ đó, Ba Tu không bao giờ được trở lại làm người nữa. Chàng trai mãi mãi sống dưới lớp một con chim, bay về nơi núi rừng đại ngàn. Người dân trong làng vẫn mãi nhắc về chàng trai trẻ bằng một nỗi nhớ thương và lòng biết ơn vô hạn.